hello hello mọi người, chào mừng là quay trở lại với channel của mình, mình là rất đây. Thì hôm nay là ngày đầu tiên của cái event đào mỏ, đào khoáng và <laughs> tất nhiên rồi, đó chính là cái rương bí ẩn. Như em thấy ở đây chúng ta có thể chọn artifact như như anh muốn. Và theo như những gì mình thấy trên group thì những cái người mà mua cái hòm artifact với 40.000 kem thì anh em ở dưới đều bảo là phí quá, phí quá. Nhưng mà gói 25.000 thì ai cũng ủng hộ mua. Nhưng đối với những người mà không có gì như mình thì đấy, mình có gì đâu mà mua Game còn chả đủ để mua gói 8.000 Chứ đừng có nói gì đến với cái việc mà À, uh, gói 25.000 game với lại là 40.000 game cả không có có thì mình cũng mua đấy <laughs> thật bảo 40.000 game đắt nhưng mà mình không có mà mua thì nói gì cũng được thì nếu như mà chúng ta không có game ấy anh em biết là mình mua gì hết đúng không newbie thì mua cái gì và những người có game thì mua cái gì thì um, mình sẽ không nói về event này nữa mình sẽ nói về cái event sắp tới Uh, cái Undersea này, uh, biển sâu này, phiêu lưu biển sâu Undersea, uh, Undersea Adventure này Thì đã xuất hiện vào một tháng trước và bây giờ nó lập lại, lại Cái điều khác nhau của tháng trước và tháng này Tháng trước thì chúng ta có một lần để có thể hốt được cái Artifact rồi uh, Mình cũng đã hốt được một cái trong cái event này và chúng ta đổi những con cá xịn thành cái Artifact Thì không biết là cái tuần này nó khác nhau không Nhưng chắc chắn là... Um, nó khác nhau một cái là tuần trước là chúng ta có even of nhà máy giả tưởng. Cũng như là ừ đúng rồi, even off nhà máy giả tưởng kết hợp với cái even kia. Còn even sắp tới đây chỉ có even sum liên quan đến thôi. Thì cách cái cách để kiếm mồi câu của even trước là nó sẽ như thế nào? Chúng ta có thể chuyển lại một chút, mình có thể chuyển qua cái even. Ở à đây thì hiện tiện đây thì anh em có thể vào cái even cái group game của mình nha hiện tại đang có 528 thành viên rồi kêu gọi mã anh em không chịu vào đấy tên là như này này thì cái event trước chúng ta có thể kiếm một câu bằng cách là chúng ta xả bốn mỗi bốn viên họp sẽ kiếm được một cái mồi mỗi 10 cái sao chúng ta tiêu thụ ở trong nhà máy giả tưởng sẽ kiếm được một mồi tối đa là 200 và có thể kiếm được mồi bằng um, trả lời câu hỏi nữa mình nhớ là như thế đúng không anh anh em có thể nhớ là chúng ta đổi uh, Đổi Artifact bằng 60 con cá vàng, 30 con cá đuối và 10 con cá này Bây giờ thì có thể nó sẽ khác một chút Không phải là cá cũ, loại cá mới chẳng hạn Đấy, kiểu vậy Nhưng mà cái cách thức kiếm mồi câu nó đã khác nhau rồi Mồi câu cái Event trước chúng ta kiếm bằng ọp, à, kiếm bằng Sum, à, kiếm bằng ọp và à, Và sao trong nhà máy giả tưởng đúng không Thì bây giờ chỉ có một cái Event liên quan đến nó thôi Đó chính là Sum đấy anh em thấy không chỉ có xôm và under mình nghĩ là nó vẫn có cái trả lời câu hỏi thôi nếu như even này uh, nếu như nó giống nha thì anh em có thể xếp kem lại chúng ta chỉ dự đoán thôi chứ mình không có thông tin gì bởi vì even này cũng là even mới và chưa có nhiều lặp đi lặp lại thì chúng ta có thể uh, suy đoán thôi hãy tích uh, tích vàng nếu như anh em muốn mua những cái món như này có thể nó sẽ bán thôi và có thể nó cũng sẽ sell lông giá giá rẻ hơn như thế này đấy một con phút là 240 triệu phút 9 sao cũng bán và phút 10 sao cũng bán Artifact thì bán 350 cái này thì mình cũng lỡ tiêu mất rồi khá là ngu nếu như để lại thì có thể sẽ mua rẻ hơn được thì bây giờ trở đi thì anh em nên xếp cái lông của mình lại và đợi nghĩ vật như thế này thì tốt hơn chúng ta có thể có cả shop của star game nữa mua bằng cái 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 game này thì có thể mua những vật vật liệu để xây đảo các thứ nữa khá là ngon thì cái quan trọng là mình mình nghĩ là anh em nên xếp cái xôm lại cũng như là xếp vàng lại nếu như anh em cần mình, đối với mình thì vàng mình có mình cũng sẽ không mua những cái phút này bởi vì sao bởi vì là mình cần rất cần vàng giai đoạn nào anh em quá sâu rồi anh em thường thì mình nói thế này hơi 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 nói một ấy một chút những nick nào mà một là họ thọt họ không ra được tướng hai là họ chỉ là vào game để chơi đăng nhập vào họ chơi như vụ hàng ngày họ họ ao họ nghỉ khá lâu ngày hoặc là nói chung là một là họ ít năng tướng hai là ít chơi game thì nó họ mới thừa vàng thôi mình nghĩ là như vậy còn những nick bình thường ít ai thiếu thừa vàng lắm anh em nhất là nick mới nữa. chẳng thà là lâu hẳn đi đấy có những gói câu hỏi mình đoán sẽ có để kiếm mồi câu và chúng ta cũng sẽ có được là có thể nha có thể thể mua như này này rẻ hơn này đấy mua bằng lông các thứ và chắc chắn rồi cứ mỗi mỗi mười xôm nghĩ là như vậy cứ mỗi mười xôm sẽ kiếm được một mồi kiểu kiểu vậy đấy thì có thể even sắp tới là như thế anh em nên giữ lại cho mình nếu như em thừa vàng hoặc là À, đợi gì đấy thì nên tiêu đi tiêu game thì bây giờ thử đi thì có event như thế này thì chúng ta nghĩ cái cách tiêu game của chúng ta sẽ phải là bớt bớt thêm một chút nữa so với ngày xưa à, thay vì cái việc mà mua hàng ngày cái cái cục sum voi một nghìn chúng ta sẽ phải xếp game nhiều hơn nó sẽ tốt hơn ngon nhỉ quá đã thì anh em biết là cái event này thì không chỉ mỗi đổi cá để kiếm không mà chúng ta có thể uh, khám phá biển sâu nữa bằng những con loại cá khác nhau nữa thì có hai cách có hai cách để ăn uh, rất nhiều cách để ăn ăn, ăn luôn đấy thật khá là hay thì uh, đó là một trong những cái mà mình nói chính hơn là cái uh, câu chuyện ở đây là chúng ta đợi even mới thôi là đây những gì chúng ta chuẩn bị vàng và sum đấy là hai cái mà chúng ta cần chuẩn bị và thêm một gói 100 đô nữa thì là tuyệt vời nhất không có gì để chơi anh em Thật sự luôn Chán thật Mình hiện tại thì cũng kiếm được khoảng mươi 548 sum rồi Có thể thiếu đấy Thiếu nhiều đấy Còn radio thì mình vài hôm nữa là mình xong thôi Chỉ vài hôm nữa là mình xong cái radio thứ ba rồi Thì đó là tất cả thông tin mà anh em có thể biết được Và phỏng đoán thôi Nếu như mà nó y nguyên thì Không y nguyên được rồi mình chỉ nói băn khoăn cái việc nó bán rẻ hơn hay không rẻ hơn giống trước thôi chứ còn cái cách chơi lần này thì mình nghĩ vẫn sẽ có trả lời câu hỏi và vẫn sẽ có thể sẽ có cái nhiệm vụ gọi là anh em tích cái quét 4 này có thể và trả lời câu hỏi bởi vì cái event trước chúng ta cái event trước chúng ta uh, dùng ọp và dùng nhà máy giả tưởng có hai phần đúng không thì cái even này có thể nói một lần cuối này có thể có những cái như này, một trả lời câu hỏi, hai sử dụng 10xôm này, ba sử dụng quét 4 và bốn là uh, dung hợp hero 5 sao. Đấy, đó là bốn cách mà chúng ta có thể mà có thể kiếm được những mồi câu. Đó là những cái thứ mà anh em có thể uh, cân nhắc và tích góp cho mình